hiện tại là mình đang đi tập thể dục thể thao rồi các bạn. Đó, các bạn biết là mình mang theo cái trái banh thì chắc là các bạn cũng đã biết rằng là mình đang đi tập cái môn thể thao nào rồi đúng không? Mình đang đi chơi đá banh các bạn ơi. Đó, hiện tại á là mình cảm giác á là mình mập ơi là mập rồi. Mình tăng lên mấy chục ký luôn rồi, mình mập như con heo luôn rồi. Bây giờ mình là con heo chứ không phải là con cá heo nữa. Cho nên là mình quyết định rằng là mình sẽ đi tập thể thao các bạn ơi, để có thể có được sức khỏe thật là cường tráng đó. Ok, rồi chúng ta sẽ cùng nhau tập chơi đá banh nha các bạn. À, trái banh nè, trái banh nè. Ấy, shoot yeah. Oh yeah. Trời, sao mình shoot mạnh quá vậy? Lần đầu tiên trong cuộc đời mình shoot mạnh đến nỗi mà nó bay vô nhà ta luôn rồi. Rồi xong, mất trái banh luôn. Chơi ngu luôn rồi. Trời ơi mấy bạn ơi, bây giờ mình shoot cái trái banh vô nhà ta luôn, giờ mất trái banh luôn rồi trời. Ê, để mình vô mình kiếm lại coi. Trái banh đâu ta? Ô, trái banh đây rồi. Ôi may quá trời là trời. Tưởng là nó rơi đi đâu, nó dướng lên cây cái là khỏi lấy luôn á. Trời ơi banh ơi banh, đi về với anh đi banh ơi. Trời ơi, sao mà trong cái vườn này gì đâu mà toàn là cỏ rác tùm lum mà sao không dọn như vậy? À, thôi đi đá banh tiếp nào. Ủa mà khoan, cái này là gì đây? Ủa, cái này là gì ta? Sao mà lại có một cái cục đá gì nằm ở sau nhà vậy? Cái này là gì đây? Cái này là cái dấu cộng hả? Ủa còn cục đá này là gì đây? Hay là cái giếng ta? À mấy bạn ơi, chắc cái này là một cái giếng nè. Chắc cái này là cái giếng ở bên dưới này, chắc là nước hay gì đó. Để mình xem coi. Trời trời, lần đầu tiên trong ngôi làng mình xuất hiện một cái ngôi nhà mà nó có cái giếng đó nha. Để mình xem coi. À, ui. Ui mấy bạn ơi, ở bên dưới nó có cái rương nè mấy bạn ơi. Qua để mình xem coi. Ai à, trời. Cái gì vậy? Trời. Mình mới vừa thấy gì vậy trời? Ôi mấy bạn ơi, hình như trong đó là mình thấy hình như là xương mấy bạn ơi, hình như là xương người hay sao á. Vậy có nghĩa là cái này không phải là một cái giếng mà là cái này là một ngôi mộ hả? Còn cái này là cây thánh giá phải không? Ê, trời chết tôi. Dạ con lạy ông lạy bà. Dạ trời, cái người đang ở dưới mộ nè, con lạy ông lạy bà. Con không biết, con tưởng cái này là cái gì, cái con tưởng cái này là cái trời bị cà lâm luôn rồi, sợ quá, mình bị cà lâm luôn rồi. Con tưởng cái này là cái giếng cho nên là con mở ra. Con xin lỗi giờ. Dạ trời, con xin lỗi, con hứa con không có vào đây nữa. Dạ con xin lỗi. Ơi à, dạ ông hay bà gì đó làm ơn yên nghỉ hộ 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 con, đừng có lên đây hù con nha, con xin lỗi. Dạ con xin lỗi. Không sao đâu. Cái gì vậy? Trời cái gì vậy? Ôi các bạn ơi, mình gặp ba các bạn ơi. Trời ơi, chạy trời ơi. Nam mô Di Đà Phật. Trời ơi, gặp ma rồi. À. 1 hour later. À, mấy bạn ơi, bây giờ nè mình nói thật với các bạn luôn nha. Sau cái sự việc lần trước á, mình nghĩ là ngôi nhà này không phải là một cái ngôi nhà hoang bình thường các bạn ơi. Mình nghĩ là chắc chắn là nó sẽ có cái điều gì bí ẩn ở trong ngôi nhà này nè. Chẳng hạn như là có ma chẳng hạn, trời ơi. Mình sợ lắm luôn á. Nhưng mà bây giờ hiện tại là mọi người đi du lịch hết rồi. Anh Dịch thì ổng đi đâu mất tiêu luôn rồi. Còn Timmy, Camui đồ cũng đi mất. Bây giờ trong làng không còn ai cả. À, trời ơi trời, chỉ còn một mình trong làng thôi. Và bây giờ mình sẽ tìm hiểu xem liệu rằng cái ngôi nhà này có phải là ngôi nhà ma hay không. Ôi là trời. Với lại các bạn ơi, là bởi vì á mình không thể nào đi buổi tối được đâu. Bởi vì là mình sợ ma lắm. Với lại là thường người ta hay nói là ma sẽ xuất hiện vào buổi tối. Cho nên là mình sẽ đi vào buổi sáng cho chắc ăn các bạn ơi. Hả? À, và mình còn chuẩn bị nè ha. Đây đầu tiên nè là gậy nè. Gặp con ma ha là mình sẽ đập đầu con ma luôn. Đập chết queo luôn. Rồi gặp máy khoan à, lấy máy khoan đít nó luôn. Đó, rồi cầm theo cưa nè, chặt đầu nó. Đó. Thậm chí mình còn mang theo đại liên á, nạp đạn nữa nè, bắn nè. Bắn. Đó, mang theo đại liên á nè. Còn nếu mà không tiêu diệt được nó, mình sẽ sử dụng bom. Đó, mình có quả bom nè, mình sẽ ôm bom mình chết theo nó luôn. Trời ơi trời, tức quá, mình phải giết được con ma này để bảo vệ ngôi làng Hero Team. Ok, được rồi, bây giờ mình vào thôi. Ok, được rồi, để xem coi. À, ngôi nhà này, khoan. Quên mất, cái này là ngôi nhà ma mà mình phải đi vô im lặng chứ tiên mình la làng sùm con ma nó nghe được sao? Nói vậy thôi chứ mình sợ ma lắm. Okay, từ, mình sẽ đi vào một cách thật là chậm chãi nha. À, có ai ở trong nhà không vậy? Có ai trong nhà không? Hình như không có ai hết mấy bạn ơi. Ok, để mình vào xem thử xem. Ui, có ai không? Ui, ta có súng á nha. Có ai không? Ta có súng á. Ra đây, bắn nè. Có ai trong nhà không? Ủa, tại sao ngôi nhà hoang mà bên trong nó lại sạch sẽ quá vậy ta? Ồ, đóng cửa lại nè. Ok. Có ai trong nhà không? Có ai không? Tôi không nghe tiếng ai vậy? Chắc là nhà hoang thiệt rồi các bạn ơi. Ồ, wow, căn nhà tính ra cũng đẹp quá ha. Đứng từ đây nhìn ra ngoài biển được luôn nè. Wow. Ồ, căn nhà hoang mà cũng sạch sẽ phết nha. Ôi. Ui. Ui, trời.
gọi là chơi căn nhà hoang mà gì đây, có vàng PC nữa nè, rồi có trời ơi máy chơi game PS4 nữa nè, phải nồi. Máy này là xịn lắm nha, máy này là mười mấy triệu, 20 triệu, 30 triệu, thậm chí là 100 triệu cũng có luôn á. Trời máy này xịn lắm á trời. Ui, rồi còn búp bê đồ nữa nè. Wow. Ui, tính ra cái này là nhà hoang mà ta, sao tự nhiên có mấy món đồ này nha. Chị tính ra là nhà hoang chắc người ta không cần đâu ha, thôi mình lấy về. Tính ra cái này là nhà hoang chắc người ta không cần đâu, thôi mình lấy nè, lấy tay ta cầm nè, xong lấy cái máy về nè. Ui, có con búp bê nè, lấy búp bê về luôn. Ê, ê, mấy bạn ơi, mấy bạn ơi, tính ra cái này là cái nhà hoang mà chắc người ta bỏ rồi, thôi mình lụm đi. Trời, lấy vàng PC về luôn nè. Là gì đây, cái này là gì đây? À, sách vở nè, đúng không? Lấy về luôn. Ui, cái hamburger to thế. Trời ơi là trời, ta gặp đúng mình chứ, mình là cái người cực kỳ thích ăn hamburger luôn. Lấy cái hamburger về luôn. Ở đây có cái rương nè, lấy cái rương về. Lấy luôn. À, cái này là gì đây? Cái này là cái gì mà fan hay cầm để nghe hát nè, cái này hình như là biểu tượng của Blackpink nè. À không không, không phải là biểu tượng mà là cái này là fan của Blackpink hay cầm xong ở bên dưới múa nè. Cái này là của fan Blackpink nè. Ủa chẳng lẽ cái người chủ nhà là fan của Blackpink hả ta? Ờ à, kệ, lấy luôn. Trời ơi, mình cũng mê cái nhóm nhạc này lắm. Ok, lấy luôn nè. Rồi, lấy hết luôn rồi. Vậy là về được rồi. À trời ơi, tính ra cái này nhà hoang mà vô đây lụm được quá trời đồ luôn. Yeah, trời ơi là trời xịn vãi. Ở đây còn gì không? À có bình hoa nè, lấy bình hoa về luôn. Ờ, tính ra là mình vào nhà hoang để mình khám phá nhà ma. Ai vậy, vô đây mình kiếm được quá trời đồ luôn mấy bạn ơi. Xịn quá ta. Trời ơi, có còn căn phòng nữa nè, để vào thử xem. Đây. Cái này là gì đây? Cái này không phải là bàn tay người sao? Cái này là cái bàn chân người nè, nó có xương bên trong nữa nè. Rồi còn mấy cái thùng xốp đồ, chẳng lẽ là giết người xong bỏ vô thùng xốp bán qua Trung Quốc hả? Cái này là máu nè. Trời, ở trên đây có mấy cái bình máu nè. Trời, cái này đúng là nhà ma thiệt rồi. Chạy thôi, trời ơi là trời, ngơi bớ người ta có ma. Trời ơi là trời, ghê quá. Từ nay tôi không bao giờ tôi đến căn nhà này nữa đâu, trời ơi, ghê quá. Ai trời mấy bạn ơi, mặc dù là hơi sợ một tí, nhưng mà cuối cùng thì mình vẫn lấy được rất là nhiều đồ ở bên căn nhà hoang luôn. Nè, chẳng hạn như là PC nè, búp bê nè. Rồi cái này là cái gì ta? Cái này là mình quên mất cái tên của cái này là gì. Mấy bạn có biết cái tên của cái này là cái gì không? Mấy bạn nhớ bình luận cho mình biết nha. Cái này là fan của Blackpink là hay có cái này để kiểu đi nghe nhạc sống đầu kiểu cắm này dưới quơ lại á. Mình không biết cái này ta gọi là gì cả. Còn cái này là máy chơi game PS4. Trời ơi, xịn quá. Kỳ này đi qua căn nhà hoang thám hiểm, mặc dù là có gặp ma, hơi sợ tí nhưng mà kiếm được quá trời đồ. Ủa, tiếng gì ta? Thôi kệ đi. Ủa, tiếng gì vậy? Thôi kệ đi vậy, bây giờ. Ai đó? Tiếng của ai vậy? Trả đồ cho ta. Ủa, tiếng ai vậy ta? Mà hình như là nhà của hàng xóm hát karaoke hay gì ta? Nghe tiếng gian gian, thôi kệ đi, chơi game. Chơi game thôi. Trả đồ cái đầu mày, trả đồ cho ta. Cái gì, cái tiếng gì vậy trời? Tôi không giỡn đâu nha. Tôi không giỡn mày đâu. Mày có trả đồ cho tao không? Ủa trời, chắc là bên nhà hàng xóm đang mở tiên tri vũ trụ trần dần coi mà, chứ không có gì đâu. Thôi kệ đi, kệ đi. Thôi kệ đi, kệ đi. Trời ơi. Cứ bớt người ta, có ma. Trời mấy bạn ơi, mình nghĩ lại rồi, bây giờ mình phải đem những cái món đồ mà mình đã lấy ở bên căn nhà hoang mình qua mình trả lại thôi, chứ không thôi là cái ông ở trong căn nhà hoang ổng theo ổng ám mình mãi luôn á. Chắc cái này là món đồ của cái người của cái ông đó lúc mà ổng còn sống. Tổng đầu bây giờ mình qua mình lấy cái ổng chết đi rồi cái ổng đi theo ổng ám mình, ổng đòi lại đó. Trời là trời. Thôi qua trả lại cho ta đi, không được tùy tiện lấy đồ của người ta. Nè, trả lại cho ông nè. Cái búa của Blackpink nè. Đó, rồi con búp bê nè, con búp bê của ông nè, trả ông nè. Đó. Rồi gì đây, cái này là PC của ông nè. Đó, trả ông luôn nè. Rồi PS4 của ông nè. Đó, tôi cứ gắn lại cho ông, tôi trả ông đó. Đây. Trời ơi đó, coi như là tôi trả hết cho ông rồi nha. Đừng có theo ám tôi nữa nha. Trời là trời. Ông ơi, ông có con Trời ơi, cái con ma này là fan của Blackpink anh em ơi, con ma này là fan của Blackpink. Thôi, tôi sợ quá, tôi chạy.
lại đây. Rồi mấy bạn nha, mấy bạn nhớ một cái bài học này nha, là đừng bao giờ tùy tiện lấy đồ của người khác nha. Mấy bạn mà lấy đồ của người khác hoặc là ăn cắp đồ á là sẽ bị quả báo nha. Đừng có tùy tiện lấy đồ của người ta nha mấy bạn. Trời ơi, thôi tôi ra biển, tôi thuê thuyền, tôi đi đến nơi khác tôi sống, tôi không sống ở đây nữa đâu. Thôi được rồi, thuyền ơi, chạy đi, chạy nhanh lên.